Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cầu. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn phần biên bản về một trận cờ hay đánh trong giải cờ tướng cá nhân Trung Quốc năm 2010. Bên đỏ đi tiên là danh thủ vương thứ nhất và người cầm bên đen là đấu bốc hổ triệu Cú Vinh. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ 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 chứ
将军。将军。将军。将军。将军。吃吃将军。将军。吃và tiếp theo sau phần cờ cho thua xe về thì bắt mã đến từ bên em thì bên tiên của vương anh đã buông cờ xin thua. Các bạn thấy ngay đây là một hình cờ mà bên em ưu thế hơn khi mà bên đỏ đã bị gãy xích què tượng. Các bạn thấy ngay đến tiếp mà vương có cho thả bại chiếu thì bên em có thừa cờ cho thích tướng quan thôi để chứng đo. Vẫn là một bối cảnh mà bên em ưu thế khá lớn. Như vậy kênh Học Của Tướng Online vừa gửi tới các bạn phần bí bản về ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.